Xây nhà vườn có phải là một giải pháp để tiết kiệm chi phí? Chúng ta sẽ cùng nhau trả lời câu hỏi này trong video ngày hôm nay. Tôi là Nhật An, phần hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu quý vị đó chính là mẫu nhà của gia đình anh Nguyễn Văn Khánh ở Đinh Xá, Phủ Lý, Hà Nam. Đầu tiên chúng ta sẽ quan sát qua về 3D ngoại thất của công trình này trước nhé. Đây sẽ là công trình được thiết kế, đó chính là nhà vườn mái Nhật với phong cách là tân cổ điển nha quý vị. Sẽ có những cái đường nét trang trí khá là cầu kỳ và bắt mắt, giống như những cái đường cong kiến trúc vòm hay là nhiều những cái hoa văn đắp nổi ở đây. Thì đây là những cái đặc trưng của phong cách tân cổ điển. Mà trước khi mà tìm hiểu kỹ hơn, tôi sẽ giới thiệu sơ lược lại về tổng công ty của Mắc Home. Mắc Home là công ty chuyên về thiết kế và thi công trọn gói nhà ở trên khắp tỉnh thành đất nước Việt Nam. Chúng tôi cũng sẽ có tư vấn phong thủy từ các chuyên gia phong thủy, cũng như là có sản xuất và phân phối vật liệu xây dựng. Hiện tại công ty chúng tôi đã có sản xuất đó chính là các dòng sơn, bột bã, keo. Còn về phân phối, chúng tôi đã có nhập khẩu và phân phối đó chính là về các thiết bị chiếu sáng như là đèn đao lai âm trần, đèn hắt tường, vân vân. Còn về phân phối, chúng tôi cũng có nhập khẩu phân phối đó chính là các trang thiết bị trong nhà vệ sinh như là lavabo, toilet, vòi sen tắm đứng, bồn tắm, vân vân. Hiện tại công ty đã có trụ sở trên khắp 3 miền của đất nước. Ở miền Bắc thì quý vị có thể ghé đến trụ sở 180 Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội. Miền Trung là 28 Hà Hoàng, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Miền Nam 162-164 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Ở miền Trung thì quý vị cũng có thể ghé đến trụ sở ở Đà Nẵng hoặc Buôn Ma Thuột. Miền Nam có thể ghé đến trụ sở Bình Dương. Hiện tại thì chúng tôi cũng vừa mới khởi công xây dựng trụ sở ở Thanh Hóa, trụ sở ở Cần Thơ thì đang trong quá trình thi công, và trụ sở ở Cà Mau thì cũng sắp sửa đó chính là khởi công nha quý vị. Trong website chúng tôi là mắc.vn sẽ có một nhận tư vấn làm nhà. Quý vị có thể điền họ và tên của mình vào, nhập số điện thoại ha, chọn hạng mục cần tư vấn ở đây, rồi nhập mô tả nhu cầu quý vị vào, ấn vào yêu cầu tư vấn. Nhân viên chúng tôi nhận thông tin này cũng sẽ chủ động để liên hệ với quý vị. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát về 3D ngoại thất của công trình ngày hôm nay. Như tôi chia sẻ ngay lúc nãy thì đây là một công trình nhà vườn tân cổ điển đúng không nào? Và để trả lời câu hỏi quý vị đó chính là xây nhà vườn có phải là một cái biện pháp để tiết kiệm chi phí hay không? Thì chúng ta phải căn cứ vào thứ nhất, đó chính là nếu mà chúng ta so sánh với những công trình nhà cao tầng có cùng diện tích một sàn thì chắc chắn rằng nhà vườn nó sẽ tiết kiệm hơn. Rõ ràng cũng là cái sàn này mà nếu quý vị nâng thêm một tầng cao lên thì chắc chắn là cái chi phí nó phải gấp đôi rồi đúng không nè? Cho nên là đó là nếu mà so với những cái nhà cao tầng cùng diện tích mặt sàn. Ngoài ra thì nếu như mà chúng ta so sánh nhà vườn với những công trình ví dụ là nhà phố thi công ở những vùng đô thị chẳng hạn, thì bởi vì những ở vùng đô thị đó quý vị thì người ta gọi đất chật người đông, mà tuy diện tích một sàn nó nhỏ nhưng mà để đảm bảo được công năng thì chúng ta bắt buộc là phải xây cao tầng đúng không nào? Có thể là xây 2, 3, thậm chí là 4, 5 tầng. Do đó cái chi phí thi công chắc chắn là của những công trình nhà phố cao tầng như vậy thì nó sẽ cao hơn so với những công trình nhà vườn chỉ có thiết kế một tầng nha. Thì đó cũng là một cái biện pháp để quý vị có thể cân nhắc. Tuy nhiên rõ ràng cái việc mà chúng ta xây nhà vườn được hay không nó cũng phụ thuộc vào cái diện tích đất của mình. Tức là diện tích đất quý vị phải đủ rộng rãi để cho chúng ta bố trí công năng ở một sàn nó phải thật sự là thoải mái, thì như vậy thì chúng ta mới có thể là thi công nhà vườn. Chứ tưởng tượng nếu mà diện tích đất nó quá nhỏ thì chúng ta bây giờ quý vị muốn xây nhà vườn một tầng mà diện tích nhỏ quá thì chúng ta đâu có đủ chỗ để mà bố trí từ phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ hay là những không gian khác đúng không nào? Cho nên là quý vị cũng phải cân nhắc dựa trên cái diện tích đất của mình và cái nhu cầu của nhà mình nữa. Ví dụ nhà quý vị là có bao nhiêu thành viên, nếu mà quá đông thành viên chúng ta bắt buộc phải xây quá nhiều phòng ngủ thì đôi khi chúng ta nâng tầng nó lại là một biện pháp hợp lý hơn. Còn ví dụ nhà chúng ta không quá đông thành viên đi thì nhà một tầng là đã có thể thoải mái để sống rồi. Cho nên là điều này thì quý vị cứ trao đổi trực tiếp cái nhu cầu của mình với kiến trúc sư của Mắc Home. Ví dụ là nhà quý vị là chúng ta có bao nhiêu người, 4 người, 5 người hay là 10 người đúng không nè. Chúng ta cứ trao đổi, sau đó thì quý vị khả năng tài chính của mình là tầm bao nhiêu nữa thì chúng tôi cũng cân nhắc dựa vào đó để mà thiết kế và thi công một cách hợp lý nhất. Và với công trình này thì là phong cách tân cổ điển ha.
công bằng mà nói, nếu mà chúng ta so sánh cũng ngôi nhà này, cũng cái diện tích này, nhưng mà nếu là một nhà hiện đại thì chắc chắn là cái chi phí nó sẽ rẻ hơn so với tân cổ rồi quý vị. Bởi vì tân cổ đó quý vị thấy là nhiều những chi tiết đắp nổi như thế này, mà cái đội để mà đắp chỉ đắp nổi như thế này là phải là một cái đội thợ riêng. Không phải là cái thợ nào cũng có thể làm được ha. Bắt buộc ở đây phải là những cái thợ tay nghề cao. Do đó là cái chi phí thi công chúng ta bỏ ra dành riêng cho cái thợ này về chi phí nhân công thôi thì nó cũng đã cao hơn so với những nhà hiện đại thông thường rồi. Đó là lý do mà thường thì những công trình tân cổ điển các vị cứ xem cái dự toán á, cũng cùng cái diện tích với nhà hiện đại, nhưng mà nhà tân cổ thường cái chi phí nó sẽ cao hơn là như vậy. Nó sẽ có lý do đó nhé. Với công trình này thì màu sơn có thể thấy là chúng tôi sơn duy nhất ha, từ mặt tiền đến mặt bên đến mặt sau đều là tông màu trắng hết nha quý vị. Màu trắng này quý vị có thể sử dụng đó chính là sơn của Mắc Hôm. Hiện tại chúng tôi đã có sản xuất và phân phối trên toàn quốc. Sơn Mắc Hôm thì sẽ có cái mã màu nó tương ứng với cái 3D của công trình luôn. Ví dụ ở đây quý vị là màu trắng nè thì chúng tôi sẽ có tông mã màu MH trắng. Sơn phết thì màu trắng thì thường chúng ta nghĩ đây là màu cơ bản, đơn giản, nhưng quý vị cũng phải lưu ý đến cái thời gian thi công của mình, cái thời điểm mà chúng ta sơn. Ví dụ là nếu mà quý vị mà sơn vào cái lúc mà trời mưa, cái độ ẩm không khí quá cao thì sau khi sơn xong cái khả năng nó bị phồng rộp hoặc là nó không đều màu, nó bị loang lỗ là cái khả năng rất cao. Cho nên thì quý vị cũng phải lưu ý là chúng ta sơn vào cái giai đoạn nào. Thường nha thì chúng ta nên ưu tiên đó chính là trời nắng nè, trời khô ráo thì chúng ta sơn ở bên ngoài. Còn ví dụ sơn bên trong nhà thì không phải lo vấn đề này rồi. Cho nên là trời mưa chẳng hạn, người ta có thể là điều động cái đội thợ vào bên trong để mà sơn ở bên trong. Thì em thấy như vậy là nó sẽ hợp lý hơn và nó đảm bảo được công trình của mình cái chất lượng tốt, mà chưa kể là cái tiến độ nữa quý vị. Vì thay phiên đội thợ ra vào như vậy thì nó không có bị kéo dài quá về cái thời gian thi công của mình. Với công trình này thì hệ thống cửa đều sẽ là cửa nhôm hệ kính hết nhé. Sẽ có một số những cái đặc điểm nổi bật như sau. Đầu tiên là cửa chính đi, sẽ là cửa nhôm hệ kính và đây là cửa bốn cánh, kết hợp những cái nan hoa đồng nè quý vị, để lấy được nguồn ánh sáng ở bên trong. Còn phía bên này thì là cái ô cửa giống như là ô cửa sổ ha, và chúng tôi sẽ có thiết kế những cái vách kính cố định, giống như cái vách mà cái hình vòm phía bên trên đây là hoàn toàn là vách kính cố định nha. Bởi vì rõ ràng chúng ta không có đóng mở gì được hết, hôm nào chúng ta sẽ giữ nguyên thế này. Ở phía bên này dưới cũng vậy, cũng có vách kính cố định ở đây. Rồi sẽ có những cái bồn cây, bồn hoa nè, để mà chúng ta sẽ có những cái mảng xanh giúp cho công trình có thêm sinh khí. Công trình này thì kiến sư cũng đã thiết kế luôn phần cổng và tường bao cũng rất là chỉnh chu. Cổng ở đây thì sẽ là thiết kế hai trường hợp nha. Một, quý vị có thể làm từ sắt nghệ thuật hoặc nhôm đúc, sơn tông màu vàng kết hợp với màu ghi đen như thế này thì cũng khá là sang trọng. Trường hợp thứ hai là quý vị có thể sử dụng là thép hộp sơn tĩnh điện. Thép hộp thì cái chi phí nó sẽ rẻ hơn, nhưng mà thép hộp thì đôi khi chúng ta lại khó mà tạo được những cái hình nó quá là cầu kỳ như thế này, cho nên là quý vị có thể trao đổi thật là kỹ để xem ta chọn phương án nào. Còn lại thì phần tường bao này quý vị thấy ở đây, cũng là phong cách tân cổ điển với rất là nhiều những cái đường chỉ ha. Ở đây nó sẽ dày dọc khắp công trình. Bên dưới chân tường thì chúng tôi sẽ ốp đó chính là gạch thẻ để mà trang trí. Còn đây sẽ là phối cảnh ban đêm của công trình này, thì quý vị có thể thấy hệ thống đèn ngoài trời đây. Đèn tân cổ thì nó khác với đèn hiện đại quý vị. Thường á, thì cái đèn tân cổ quý vị thấy đi, nó sẽ có những cái đường cong, nó hơi cong, nó hơi là điệu đà hơn so với nhà hiện đại ha. Đèn hiện đại thường cái đèn nó đơn giản lắm, cho nên là thường những cái đèn mà kiểu cọi thế này thì cái chi phí nó cũng sẽ cao hơn so với nhà hiện đại ha. Nhưng mà nó cũng rất là hợp với phong cách chung của công trình. Đây, những cái đèn ngoài trời tạo nên cái ánh sáng lung linh. Phần sảnh công trình thì chúng tôi sẽ thiết kế là 5 bậc, tượng trưng cho ngũ hành kim thủy mộc hỏa thổ. Và nếu chúng ta xét ở sinh lão bệnh tử, sinh tương ứng với cung sinh trong sinh lão bệnh tử quý vị, chúng ta sẽ ốp đó chính là đá nha. Cụ thể là có thể ốp đá granite, đá hoa cương mặt đen cổ trắng nè, nó sẽ xen kẽ với nhau. Ở vị trí này thì như quý vị có thể thấy đó chính là chúng tôi sẽ có thiết kế, ví dụ là đây, những cái chi tiết hoa văn nho nhỏ ở dưới những cái trụ cột. Những cái chi tiết này nhìn thì nó đơn giản nhưng mà thật sự nó không hề dễ nha quý vị. Như tôi nói là phải có thợ riêng, thợ phải tay nghề rất cao, bởi vì chi tiết tân cổ nó đòi hỏi một cái sự chính xác rất là cao độ, phải nói là không được lệch mm nào luôn đó. Bởi vì người ta sẽ có nguyên tắc gọi là nguyên tắc đối xứng tỷ lệ vàng, cho nên quý vị cũng lưu ý vấn đề này. Bây giờ thì tôi sẽ đọc đến đó chính là hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công của công trình này nhé.
Đầu tiên, một lục bản vẽ kiến trúc hồ sơ tổng cộng 40 trang, đầy đủ mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt, nhiều chi tiết khác, ví dụ chi tiết cửa đi này. Ví dụ xem qua chi tiết cửa đi D1, ta có thể tra cứu trang 21, ký hiệu là KT20, hoặc muốn xem mặt bằng trần và đèn của tầng 1, ta trang là 40, ký hiệu là D01. Tiếp theo xem đến đây chính là về mặt bằng định vị công trình nè. Quý vị thấy là chiều dài khu đất là hơn 27m, chiều ngang là tầm 13m nhé. Rồi so sánh qua tiêu chiều B, công trình hướng bên trên, hướng bên trái, bên trên là Bắc, bên trái là hướng Tây, công trình nằm ở hướng Tây Bắc. Bây giờ tôi mời quý vị chúng ta xem qua một số hình ảnh thực tế chúng ta chụp phải được bằng flycam khi đến để khảo sát địa chất, ký kết hợp đồng. Thì đây, đây sẽ là vị trí khu đất xây dựng và đây là ngôi nhà sau này sẽ xây dựng ở vị trí này. Bây giờ thì tôi sẽ xem tiếp đến đó chính là đây. Đây là mặt bằng bố trí nội thất thiết kế của công trình này nhé. Thì chúng ta có thể quan sát được đó chính là chiều dài của công trình là 15,02m, chiều rộng là 9,42m, tổng tích thiết kế đây là 155m² nha quý vị. Về công năng chúng tôi bố trí như sau: sẽ có phòng khách, phòng bếp ăn, sẽ có tổng cộng là 3 phòng ngủ nhé, và tương ứng là 3 vị trí nhà vệ sinh. Lối tiếp cận sẽ có lối cửa chính vào phòng khách, cửa 4 cánh, rồi phòng bếp ăn đi ra sảnh phụ cửa 2 cánh và cửa hậu 1 cánh ở phía sau. Cửa chính và cửa hậu sẽ nằm lệch một bên, không phạm vào quan thông môn xuyên đường sát theo phong thủy. Đây cũng là yếu tố khá là quan trọng nha quý vị. Bây giờ thì tôi sẽ mời quý vị chúng ta xem một số hình ảnh nội thất công trình này nhé. Đầu tiên là không gian của phòng khách đi. Thì có thể thấy ở đây, đó chính là sẽ có một chiếc ghế sofa băng và hai chiếc ghế đôn không tựa nha. Không tựa là sao? Tức là nó không có cái phần mà chúng ta tựa cái lưng ở phía sau như thế này. Thì bộ này thì quý vị có thể sử dụng là chất liệu cái phần khung nè quý vị. Có thể sử dụng là gỗ tự nhiên, có thể là gỗ ốc chó nè, gỗ xoăn đào nè, gỗ hương nè, vân vân, nhiều loại ha. Rồi phần đệm ngồi thì cũng lại có nhiều sự lựa chọn. Ví dụ quý vị muốn đầu tư đắt tiền, có thể lựa chọn là da thật. Còn trường hợp nếu quý vị chúng ta muốn rẻ hơn xíu, có thể lựa chọn là da cao cấp nhập khẩu. Còn trường hợp mà muốn rẻ nữa thì ta có thể lựa chọn là da thường. Thì cái đó là tùy theo khả năng tài chính từng gia đình ha. Còn vị trí này đi là bàn trà nè. Bàn trà chúng ta thiết kế hình chữ nhật để thiết kế bo góc. Mặt bàn thì sẽ là kính cường lực màu đen quý vị. Với kính cường lực thì nó sẽ hắt được những cái đường ánh sáng nhìn cũng rất là bắt mắt. Phía đối diện ở đây, đây sẽ là vị trí của kệ tivi. Kệ tivi thì chất liệu đều sẽ là MDF phủ melamin rồi, gỗ công nghiệp ha. Và phía sau là PVC giả lam gỗ, kèm ở đó là những cái vị trí của ban thờ để thiết kế trên cao. Và ở đây sẽ những cái kệ nè, sẽ đặt là kệ sách nè, kệ tủ rượu nè, vân vân. Đó, quý vị thấy rất là đẹp. Còn đây sẽ là cái phần đèn LED chúng tôi sẽ gắn vào để tăng thêm cái độ sang trọng cho không gian này. Trên trần nha, thì trần được thiết kế trần giả cấp rồi, và ngay trung tâm quý vị thấy sẽ là một cái quạt đèn trần, và đặc biệt là cái cánh quạt quý vị thấy ở đây cũng là được sơn mạ vàng nha quý vị, để tương ứng với cái độ sang trọng của cái phần đèn chùm pha lê ở đây. Bây giờ thì ta sẽ đến không gian bếp của công trình nhé. Đầu tiên là kệ tủ bếp đi, sẽ được thiết kế là hình chữ L. Và cái màu rất lạ quý vị, đó chính là tông màu đen. Thực sự là màu đen không xuất hiện quá nhiều trong nội thất của Mac Home. Tuy nhiên thì đây cũng màu nó cũng thể hiện sự sang trọng đẳng cấp. Nhưng chúng ta phải biết cách phối nha. Bởi vì nếu mà chúng ta phối không khéo thì rất dễ khiến cái công trình ta nó bị tối tăm mờ mịt. Cho nên quý vị cũng phải lưu ý. Mặt bếp và tường bếp chúng tôi đều ốp granite có tông màu ghi, những cái đường vân màu trắng nè. Tương tự với vị trí của phần bàn đảo ở đây cũng vậy. Cái bàn đảo thì nhiệm vụ của nó thứ nhất là giúp tăng cái sự sang trọng căn phòng hơn. Và thứ hai là tôi ví dụ là trong quá trình chúng ta nấu nướng, chúng ta muốn có một cái nơi để chuẩn bị thức ăn trước khi bày trí ra bàn thì có thể sử dụng cái bàn đảo. Thậm chí ta có thể sử dụng cái bàn này ngồi ăn nhẹ, ăn trưa cũng được luôn. Còn vị trí phía bên này sẽ là bàn ăn nhé. Mặt bàn thì chúng tôi cũng sẽ ốp là kính cường lực màu đen, tương tự với cái bàn trà ở ngoài trước. Rồi khung chân nè sẽ là gỗ tự nhiên. Xung quanh chúng ta sẽ đặt 6 chiếc ghế ăn, đệm ngồi sẽ được bọc da cao cấp. Trên trần của phòng bếp chúng tôi cũng sẽ đặt một quạt đèn trần sang trọng giống như là trong không gian của phòng khách. Còn bây giờ ta sẽ đến với phòng ngủ đầu tiên, phòng ngủ số 1 của công trình. Phòng ngủ này, chiếc giường tôi đặt ở ngay trung tâm. Phần đầu giường chúng tôi sẽ bọc da với tông màu ghi, được thiết kế là xẻ rãnh nha quý vị. Rồi cái vách ở đây này sẽ có ốp là gỗ công nghiệp MDF phủ melamin với tông màu gỗ. Vị trí này, cái bàn này có thể làm bàn học cũng được và trang điểm cũng được ha, được thiết kế dạng treo. Thiết kế treo nó vừa hiện đại mà nó vừa dễ cho cái việc chúng ta vệ sinh cái phần sàn ở bên dưới. Còn vị trí này sẽ là tủ quần áo, được thiết kế là cao kệ trần.
Và cái tông màu cũng là một lần nữa sử dụng cái tông màu đen. Nhà này thì em thấy là nghiêng về màu trung tính khá nhiều. Ví dụ là màu ghi, màu trắng, màu đen sẽ là ba tông màu xuất hiện xuyên suốt. Còn bây giờ ta sẽ đến với phòng ngủ số 2 của công trình nhé. Phòng ngủ này thì quý vị có thể thấy là nó cũng khá tương đồng phòng ngủ trước thôi. Nó chỉ khác biệt về cái vị trí đặt để nội thất. Ví dụ ở đây thì phần táp đầu giường sẽ đặt ở cạnh bên này, còn vị trí của bàn trang điểm thì để đặt gần ở đây. Thì anh thấy là tùy thôi, tùy theo sở thích của từng gia đình thôi. Và có thể là về cái việc chúng ta đặt cái cửa sổ trong phòng nữa. Ví dụ cửa sổ ở đây nó nằm ở đây nè, thì chúng ta nên đặt, đúng là ta nên đặt bàn trang điểm gần hơn, nó lấy được cái nguồn ánh sáng tự nhiên. Cuối cùng đây sẽ là phòng ngủ số 3 của công trình. Phòng ngủ này chiếc giường cũng được thiết kế dạng bục luôn ạ. Và ở vị trí này ha, cái phần bàn làm việc này thiết kế dài, tiếp ở phía bên này luôn sát tường nha quý vị. Phần vách ở đây chúng tôi sẽ sơn cái tông đó chính là tông màu ghi. Còn về phần rèm chúng tôi sẽ thiết kế đó chính là rèm cầu vồng, chính là giường dạng bục nha quý vị. Phần đầu giường ở đây thì cũng sẽ được bọc da nè, với tông màu ghi ha. Rồi ở vị trí này cái bàn làm việc thì sẽ được thiết kế kéo dài ra sát tường ở phía bên này luôn và đặt gần vị trí cửa sổ để lấy được nguồn ánh sáng tự nhiên. Vị trí cửa sổ thì chúng tôi sẽ lắp đó chính là rèm cầu vồng. Rèm cầu vồng thì có một cái ưu điểm đó chính là nó hợp với những cái ô cửa nó không quá lớn nha quý vị. Ví dụ là cửa hai cánh nè thì ta, hoặc là một cánh ta sử dụng rèm cầu vồng. Còn ví dụ những cái ô cửa 4, 5 cánh như thế nào nó quá to thì ta nên đổi sang sử dụng là rèm vải ha. Và rèm cầu vồng thì nó có ưu thế nữa là chúng ta có thể điều chỉnh được cường độ ánh sáng cũng rất là dễ dàng. Còn bây giờ thì tôi sẽ xem tiếp đến đó chính là về mặt đứng của công trình này nhé. Ở đây quý vị thấy có sập hông nè, đỉnh mái là 7,4m, sàn sàn mái ở đây là 4,2m nha quý vị. Với 4,2 là cái chiều cao cũng khá lý tưởng rồi để chúng ta có thể di chuyển một cách rất là thoải mái ở phía bên trong của ngôi nhà. Có sập hông xuống người lại sơn là 750mm, chia 5 bậc, mỗi bậc là 150mm. Quý vị đã biết đó chính là bước chân ở Việt Nam thì tầm 150-180mm là phù hợp ha. Cho nên là chúng ta di chuyển ở đây cũng rất là thoải mái. Phía bên dưới sẽ có 4 cái ô hình chữ nhật tướng vật liệu màu sắc khác nhau. Ví dụ là mái lợp ngói, tường ốp đá chẻ, tường sơn giả đá, vân vân. Còn đây sẽ là về mặt cắt của công trình này ha. Quý vị có thể thấy đây, tôi xem mặt cắt AA thì sẽ thấy đây là sàn có sắp mái này, chúng tôi sẽ đổ bê tông nha quý vị. Rồi những cái ô cửa này, cửa này thì sẽ là cửa thông phòng. Và nhìn vào ta thấy là chất liệu là cửa nhôm hệ kính luôn. Cửa nhôm hệ kính sử dụng cửa thông phòng thì quý vị nên ưu tiên lựa chọn đó chính là cái cửa kính mờ. Nếu mà chúng ta sử dụng những cái không gian ví dụ là phòng ngủ hay nhà vệ sinh thì như vậy nó sẽ tăng lên rất là nhiều về cái tính riêng tư nha quý vị. Tôi sẽ xem tiếp đến đây chính là mặt về chi tiết vệ sinh của công trình nhé. Quý vị thấy cái vị trí nhà vệ sinh này bằng vệ sinh 001 nè. Thì lavabo sẽ đặt phía bên ngoài, rồi mở lớp cửa vào mới đến toilet. Và trong toilet thì chúng ta lại có một cái vách kính ngăn, và mở vào thì bên trong mới là cái vị trí của khu vực tắm đứng. Chia như vậy thì thật sự là nó tiện cho việc sử dụng rất là nhiều nha quý vị. Còn phần sàn bên dưới này tôi ký hiệu số 1 nè. Đó là sàn lát gạch ceramic chống trơn, màu ghi sáng, kích thước 300x300. Thông thường thì ở trong vị trí nhà vệ sinh đó, cái sàn thì thường là ưu tiên là gạch chống trơn, gạch nhám ha. Còn ví dụ là những không gian ở phía bên ngoài, chúng ta sẽ ưu tiên gạch bóng và cái tông màu nó sáng, cũng như là cái khổ gạch nó sẽ lớn hơn so với trong nhà vệ sinh. Xem tiếp đến phần trần của nhà vệ sinh đi, chúng ta ký hiệu số 4. Trên thạch cao chống ẩm, bã lăng sơn hay nước màu trắng nha quý vị. Đương nhiên nói chung là sàn là phải chống trơn và trần là phải chống ẩm rồi, bởi vì đây là khu vực mà thường xuyên tiếp xúc với nước. Còn vị trí này mặt cắt 11 này ta thấy ký hiệu đây, chúng ta ký hiệu số 2 là tường ốp gạch ceramic, kích thước 300-600 màu cà phê nhạt, mạch ốp trùng mạch lát, chúng ta sẽ ốp cao tít ở phía bên trên. Bây giờ thì tôi sẽ xem tiếp đến đây chính là về mặt bằng bố trí cửa công trình nha. Quý vị thấy mỗi cái ô hình tròn sẽ tương ứng một vị trí cửa nè. Thế ví dụ là cửa D1 ở đây đi, kích thước là 2700-2700mm cộng trừ 00, tức là cửa nằm sát sàn. Cửa S4 nè, cửa sổ nè, kích thước 700-1800 cộng 0,9, tức là cửa sẽ nằm cách sàn 0,9m. Tôi sẽ xem tiếp đến đó chính là về ở đây. Quý vị sẽ xem qua về mặt bằng lát sàn công trình này nhé. Đây, quý vị thấy những không gian chính như là phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ, ký hiệu đều là số 1, là gạch granite vân đá màu sáng, kích thước 800x800.
Thông thường thì những không gian này ta cần cái độ rộng rãi, thoáng mát, cho nên là ưu tiên là những cái gam màu sáng nha quý vị. Có thể là màu trắng, màu ghi nhạt, vàng nhạt. Như vậy thì nó tạo cái hiệu ứng thị giác cho không gian của ta. Đó là càng nhìn ta cảm giác cái không gian nhà mình nhìn được rộng rãi, cơi nới hơn. Cho nên quý vị cũng có thể tham khảo. Tôi sẽ xem tiếp đến hồ sơ kết cấu của công trình ngày hôm nay. Thì ở đây quý vị nhìn vào mặt bằng móng ha, thấy là mặt bằng định vị cọc. Vậy thì công trình này sẽ thi công là móng cọc nha quý vị. Với móng cọc thì nó sẽ đảm bảo cho công trình chúng ta, thứ nhất đó chính là cái độ cứng chắc, vững chắc hơn. Công trình này là nhà một tầng thôi, nhưng mà thi công móng cọc thì tôi nghĩ nó liên quan nhiều đến địa chất. Thông thường thì móng cọc nó sẽ xuyên qua cái lớp đất yếu nha, nó sẽ cắm cọc xuống cái lớp đất cứng ở bên dưới, cho nên nó phù hợp với những công trình mà thi công như nơi mà đất quá yếu, đầm lầy, mạch nước ngầm ở xuống sông ngòi có khả năng sạt lở cao. Tôi sẽ xem tiếp đây mặt bằng móng này, quý vị thấy móng M1, GM2, 300, 500. Đó, chúng ta ký hiệu rất cụ thể, mặt bằng định vị cột nhé, dàn chân tường nè. Rồi đây, đây sẽ là mặt cắt của từng cái móng. Chúng ta có thể thấy được cái thông số từng cái luôn, thép chờ nè. Rồi đây, phi 12A150 đây. Đó, chúng ta ký hiệu rất là cụ thể. Cuối cùng xem qua hồ sơ điện nước công trình đi, về phần điện nhé. Thì tôi sẽ xem một cái hồ sơ rất quan trọng, đó chính là mặt bằng chống sét tiếp địa của công trình. Quý vị thấy ở đây, cọc thép bọc đồng D16 dài 2,4m, rồi cáp đồng trần M50, dây dựng sét tiếp nối thông cọc tiếp địa v.v. Còn đây kim thu sét của Injesco. Còn xem qua về phần nước, tôi sẽ xem là mặt bằng cúp nước của công trình nhé. Thì quý vị có thể thấy BBR D25 cấp từ bồn inox xuống nè, rồi cấp từ thái dương năng nè. Đó, chúng ta có nhiều những cái đường nha quý vị. Những đường liền sẽ là đường nước lạnh, còn đứt khúc như thế này sẽ là đường nước nóng. Vậy là tôi vừa giới thiệu quý vị, đó chính là một mẫu nhà vườn mái Nhật phong cách tân cổ điển khá sang trọng. Hy vọng quý vị sẽ yêu thích. Nếu quý vị có nhu cầu thiết kế và thi công thì gần ngại liên hệ ngay với hotline của chúng tôi 0964458888, 08281333333 sẽ có nhân viên tư vấn cho quý vị. Đừng quên nhấn like, subscribe cho thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất của chúng tôi. Còn bây giờ chúng tôi xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.